Rồi, xin chào mọi người ha. Video này mình sẽ nói về những cái ray kéo của Blum ha. Thì về ray kéo của Blum, ray kéo thì được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái ray trượt sử dụng cái hộp kéo bằng gỗ như vậy. Nhóm thứ hai là nhóm ray hộp ha. Có nghĩa là cái hộp kéo họ sẽ cung cấp cho mình hai cái thành hai bên. Và nhóm thứ ba là nhóm những ray kéo ở những cái vị trí đặc biệt, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng từng cái loại ha. Đối với cái ray trượt sử dụng hộp kéo bằng gỗ, thì nó sẽ có hai loại ray. Tên gọi của nó là ray tandem và ray Movento. Thì hai loại ray này nó cũng có một vài cái điểm khác nhau. Cái khác nhau thứ nhất á, là về cái tải trọng của hai loại ray. Thì ray tandem tải trọng của nó là 30 kg và mọi người có thể nâng cấp lên tải trọng thành 50 kg. Ray Movento thì tải trọng của nó là 40 kg và mọi người có thể nâng cấp lên tải trọng 70 kg. Cái khác nhau thứ hai nữa của hai loại ray này đó là về cái tính năng ha, tính năng của hai cái loại ray. Thì với ray tandem là nó sẽ có hai cái tính năng, tính năng giảm chấn, như bộ này là bộ giảm chấn, và cái tính năng nhấn mở. Thì hai cái tính năng này ray tandem nó không tích hợp lại sử dụng trong một bộ ray được, mà mọi người chỉ có thể sử dụng chọn một trong hai cái tính năng đó. Còn với cái ray Movento thì cũng có giảm chấn và tích hợp nhấn mở, ví dụ như vậy. Nhấn vô bung ra và đóng vô thì nó vẫn có giảm chấn. Rồi từ hai cái khác biệt đó, một cái điểm khác biệt nữa, đối với cái ray Movento này, nó cho phép mình canh chỉnh cái mặt hộc được 3 chiều. Có nghĩa là khi mà mình gắn cái mặt hộc vô á, mình muốn chỉnh những cái khe này thì ray Movento nó cho phép mình chỉnh. Lát nữa mình sẽ tháo cái bộ này ra, mình chỉ một số cái chi tiết trong cái ray ha. Và để sử dụng được hai cái bộ ray này, thì mọi người sẽ cần phải biết hai cái thông số. Đầu tiên, cái thông số thứ nhất á, là kích thước lọt lòng của cái thùng này thì mình ký hiệu là LVK. Thông số thứ hai mọi người cần phải biết đó là cách làm cái hộp gỗ. Thì về mặt kết cấu, hai cái hộp cho ray tandem và Movento thì mình làm giống nhau. Và lưu ý với mọi người phải thống nhất về cái quy cách của cái tấm ván mình sử dụng làm hộp kéo. Mặc định của nhà sản xuất là sử dụng cái tấm ván dày 16 ly. Tuy nhiên ở chỗ mình cái ván 16 ly nó không có phổ biến, cho nên mình sử dụng cái thành là ván 17.5, và cái đáy này là mình sử dụng ván 8 ly. Thông số làm hộp kéo cho ray tandem thì mọi người sẽ lấy kích thước lọt lòng LVK này trừ đi 49 ly thì nó sẽ ra cái khoảng lọt lòng bên trong này. Lọt lòng trừ đi 49 nó ra cái bề ngang của cái tấm thanh này. Chính xác hơn thì mình nên lấy cái kích thước lọt lòng bên dưới, tại vì nó có hai cái khóa ray nữa. Về chiều sâu của cái hộp gỗ này thì mọi người sử dụng cái ray nó dài bao nhiêu á, mọi người trừ đi 10 ly thì nó ra chiều sâu của cái thành hộp. Còn chiều cao thì mọi người xài bao nhiêu mọi người làm bấy nhiêu ha. Cái hộp này mình làm nó cỡ 200 á. Rồi lưu ý về cái khoảng sáng, mình kêu cái chỗ đây là cái khoảng sáng ha. Thì cái khoảng sáng này mình chừa 12 ly. Mình chạy âm vào, nhét cái hậu 8 ly vào. Còn kích thước của cái hộp Movento, kết cấu cũng giống như hộp tandem. Về kích thước lọt lòng trừ 42 ly đây thì nó ra cái khoảng sáng bên dưới này nha. Nếu như cùng độ dày ván và cùng kết cấu, cùng kích thước thì ở đây mình có rọc bớt đi cái phần này, rọc bớt đi nó cỡ 3 ly ha.
Còn về cách lắp thì mình sẽ tháo ra cho mọi người xem. Đây là một cái bộ ray mới, ray tandem mới, tải trọng 30 kg. Còn đây là cái khóa ray tandem, đây là cái hình thức khóa ray của nó. Muốn tháo cái hộp này ra, ở bên dưới này là hai cái khóa ray, thì mọi người thò tay xuống dưới là mọi người bóp bóp nhẹ vào, bóp nhẹ vào này. Rồi kéo nó ra thôi, nhấc ra ha. Thì đây là vị trí để mình gắn hai cái khóa ray, mọi người cứ gắn bằng mép ha là được ha. Tấm đáy này mình cũng liên kết bằng mấy con vít đây thôi. Còn thông số để mọi người bắt hai cái thanh ray này lên cái thành hộp thì mọi người lấy từ mép ngoài vào 37 ly là vị trí bắn con ốc lỗ vít thứ tư từ ngoài vào ha. Sau khi gắn hai cái ray lên, mọi người muốn lắp lại thì chỉ có đặt cái hộp này lên, và lưu ý phía sau của cái hộp nó sẽ có hai cái lỗ nhỏ. Mình sử dụng mũi 6 ly, mình khoan hai cái lỗ nhỏ phía sau hậu của cái hộp này để nó gài vào cái móc khóa phía sau cái ray tandem. Nó sẽ có một cái móc khóa và nó cho mình canh chỉnh được ha. Mình vặn lên vặn xuống thì nó sẽ canh chỉnh được, nâng lên hạ xuống đối với cái hộp kéo. Thông số để khoan cái lỗ này mọi người có thể xem công thức, hoặc là mọi người đặt cái hộp vào rồi lấy bút vạch mực luôn ha. Ví dụ như mình đặt vào vậy, rồi mình lấy bút mình vạch mực ở trong luôn để mình khoan và đẩy cái hộp kéo vào, nó sẽ khóa lại. Nó nghe cái tách một cái là nó đã khóa lại rồi. Còn cái ray Movento này tháo ra cũng như cái ray tandem. Đây là một cái bộ ray Movento cũ mình xài cũng lâu rồi, mình tháo ra mình sử dụng lại. Sử dụng được hơn 3 năm rồi nhưng mà hoạt động vẫn rất là ngon ha. Rồi tháo cái ray Movento này cũng giống y như cái ray tandem. Bợ ở dưới là mọi người gạt cái khóa rồi kéo nó ra thôi. Đây là vị trí mình lắp hai cái khóa ray tandem. Và ở trên cái khóa ray này nó có hai cái bánh xe để giúp cho mình chỉnh sang trái sang phải. Cái hộp kéo nó nhích sang trái, nhích sang phải. Ray tandem này mình sẽ qua cái ray Movento này mình sẽ quay một chút. Trên cái ray Movento ở vị trí này mình có thể chỉnh nâng lên hạ xuống cái phần đầu của cái hộp kéo ha. Còn cái phần phía sau là nâng lên hạ xuống cái phần đuôi của hộp kéo. Còn chỉnh cái hộp kéo chạy ra chạy vô theo cái bề sâu á thì mình sẽ chỉnh ở trên cái bộ tip on option gắn thêm này. Đây là bộ gắn thêm ha. Mình tháo ra gắn lại cho mọi người coi. Cái thanh này là cái thanh đồng bộ. Khi mà mình gắn tiếp on cho cái Movento á thì khi mình nhấn vào cái thanh đồng bộ nó giúp hai bên cùng đẩy ra ha. Thì kích thước để cắt cái thanh đồng bộ này thì mình sẽ lấy kích thước lọt lòng mình trừ đi 267 ha. Rồi để tháo cái bộ này là mình sẽ tháo cái ray này ra luôn.
mình tháo một bên thôi cho mọi người coi. Ở bên dưới cái bộ ray Movento này nó có một cái khóa và một cái option tip on này. Bây giờ mình sẽ tháo cái khóa này trước thôi. Cái khóa này mọi người chỉ bẻ ra thôi. À, nó có bên trái bên phải ha. Cái phần phần chốt này mọi người sẽ gài vào cái vị trí này. Tháo ra thì hơi vẽ nó ra một chút thôi. Còn đối với cái option này thì ở phía sau đuôi nó có một cái lỗ nhựa nhỏ, mình sẽ lấy cái đầu vít ra mình nhấn vô để kéo ra. Mọi người có nhìn thấy không? Giờ khi mà gắn vào á thì ở trên cái option này nó có một cái mũi tên đây. Và ở trên cái bộ ray nó cũng có mũi tên đầu vào đây, mọi người chỉ gài vào vậy thôi. Đúng cái vị trí ha. Đúng cái vị trí mũi tên. Rồi đẩy nó vào. Rồi tháo lại ha. Nhấn nhẹ vô cái chốt nhựa phía trong này. Rồi gài lại. Rồi đó là cái cách tháo lắp của cái option là bộ ray Movento này. Rồi mình lắp trả lại. Mình cũng đặt cái hộp kéo lên thôi. À, đây cho mọi người coi mình gọc, và mình gọc một chút ở bên dưới. Cái này mình gọc và tay cho nên nó không có được đẹp lắm. Có cưa bàn trượt đó thì mọi người gọc luôn ha, gọc bớt đi 3 ly. Ray Movento tích hợp được cả nhấn mở và cả giảm chấn. Ray Tandem thì chỉ chọn một trong hai, hoặc giảm chấn hoặc là nhấn mở. Rồi đó là cái phần ray trượt dùng cho hộp kéo gỗ. Bây giờ mình hướng dẫn phần ray hộp.